Sự thực bây giờ trong cái cuộc chiến thương mại mà nói đúng hơn là cuộc chiến toàn diện, tức là bây giờ mới ở ở mức gọi là cạnh tranh thôi nhé, chưa dám coi như là trở thành chiến tranh nóng nhé, gọi là mà cũng chưa hẳn là chiến tranh lạnh nhé. Mỹ đang thua, tôi xin thẳng thắn mà nói như thế, Mỹ đang thua mà tôi đang là ở Mỹ đây, Mỹ thua là tôi chúng tôi thiệt đấy nè, nhưng mà tôi phải can đảm để nhìn thấy sự thật để mà chúng tôi còn có những cái đóng góp ý kiến với những cái người từ cấp dân biểu tại địa phương, người ta lên trên quốc hội, nếu mà người ta nghĩ là những cái ý mà chúng tôi nói là đúng, người ta sẽ góp ý, người ta sẽ đưa ra những cái gì đó ở quốc hội làm cho nước Mỹ nó hùng mạnh trở lại. Nhưng hiện tại Mỹ đang thua bàn cờ nè, quý vị nhìn nhé, quý vị đừng vội nhìn xa, nhìn ngay vào cái trận Ukraine thôi. Zelensky sắp tiêu tùng rồi, anh nào cũng muốn nói trời nói biển gì nữa, cắt viện trợ bây giờ giống hệt như Nguyễn Văn Thiệu thôi. Đó là cái tấm gương trước mắt đấy, đừng có tưởng bở. Đừng có tưởng bở. Chiến lược toàn diện, cái gì có lợi mình cứ làm. Không có việc gì mình phải coi những cái đó là cái điều quan trọng quá. Là không không nên coi cái đó là một cái sự ban ơn và hí hửng gì cả. Nhận vũ khí vào là chỉ có chết thôi. Dân tộc mình chết, ai chết? Đất nước tan hoang như Ukraine đó. Đây nè, sắp sửa đấy. Bây giờ chỉ còn 325 triệu mà chưa chắc có. Năm trước là cho đến bây giờ là bao nhiêu? 113 tỷ. Rồi đến bây giờ đến quốc hội không tiếp nữa. Kevin McCarthy nói không, chúng tôi không thì giờ tiếp anh. Và thượng nghị sĩ Joe Hosley, của Montana, ông ta nói rằng không, chuyện của Ukraine đi như vậy là đã quá đủ rồi. Nó không phải là chuyện của người Mỹ. Đây, đâu có xa đâu. Nói chuyện Nguyễn Văn Thiệu là xa lắm. 50 năm rồi. Đây là nói Ukraine nè. Nhá. Đồng minh thân thiết với Mỹ nhá. Thân không? Thân hơn Nguyễn Văn Thiệu nữa. Bởi vì cùng da trắng nữa mà. Đó nào. Thân nó mọc cả những cái loại vũ khí mà nằm sâu ở trong những cái đáy kho từ thời năm ngà từ thời chiến tranh Việt Nam cũng mang ra đưa ra sử dụng hết, giao cho hết để tính tiền. Xong rồi thì bây giờ sắp sửa tiêu tùng. Và viện trợ là cắt. Giống như giống hệt cái Văn Thiệu thôi. Từ 1 tỷ tư còn 700. 700 đến đoạn chót còn 200 mấy triệu, mấy triệu. Còn Ukraine bây giờ 113 tỷ. Qua lần này không tiếp nữa, không cho vào quốc hội nữa. Đồng minh chiến lược. Sướng nhá. Mà nhân vật nổi bật đấy, nổi bật toàn thế giới, Phạm Minh Chính vào vào Liên Hiệp Quốc nói cái bài diễn văn nó đã ăn thua gì với Zelensky. Zelensky là cả thế giới ngưỡng mộ người hùng của Ukraine, hả? Nhà lãnh đạo kiên cường của dân tộc Ukraine, nhà lãnh đạo đấy sắp đi Đức rồi. Đi Đức vì sao? Vì Sở Khanh bắt đầu coi như vậy chuẩn bị cuốn gói, thành ra ngoại giao thì đừng có coi như vậy là hào hứng quá. Đó là ngây thơ. Ngoại giao mà khôn ngoan người ta đạm như thủy, nhàn nhạt thôi. Ok, lên chiến lược toàn diện rồi. Bây giờ chúng ta ký vào những cái thực tế nhá. Đưa cho chúng tôi mấy cái nhà máy để làm về cái bán dẫn. Rồi giai đoạn đầu thì các ông
dùng người của các ông qua làm về chip thiết kế, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ có một số người kỹ sư đề nghị được bố trí làm việc chung, và chúng tôi đề nghị đào tạo trong giai đoạn đầu là bao nhiêu thì ta cứ từ từ ta làm. Đó là cái chiến lược toàn diện mà về kinh tế thôi, còn quân sự thì quên nó đi, đừng có hung hăng. Nam quốc sơn hà nam đế cư là được rồi, đừng có tỏ ra hung hăng làm anh hùng. Anh hùng để làm được cái gì? Anh hùng để đất nước tan nát hả? Anh hùng để những bà mẹ Việt Nam lại tiếp tục đội khăn tang nữa hả? Tôi nói thật với quý vị, phải tập nghe những cái lời nói nó không phù hợp với cái sự hiểu biết của mình, bởi vì hiểu biết của mình nó còn quá kém đi. Người ta nói cao hơn mình, người ta biết việc hơn mình, người ta nói để cho mình sáng cái đầu ra, phải ngồi nghe không nghe đi ra. Tôi nói cho quý vị biết nè, nước Mỹ là nước Mỹ của tôi nhé. Tôi đã dừng chiến đấu cho người Mỹ, đã vào Quốc hội Mỹ, đã lấy mấy chục triệu của người Mỹ. Tôi là người của Mỹ và tôi phải bảo vệ cái nước Mỹ này. Nhưng mà tôi không thể bảo vệ những cái người mà cầm quyền mà làm không đúng. Nước Mỹ hiện nay yếu lắm. Chính ông Joe Hockley ông nói rằng, George Hockley ông nói, hiện tại đó, có nhìn nước Mỹ có nhiều vấn đề lắm, nhất là vấn đề với Trung Hoa. Hiện nay và trong vòng 2 năm, 3 năm nữa, người Mỹ chưa ở cái position để mà có đối đầu với Trung Hoa được. Tôi nói thẳng cho quý vị biết một cái điều như chính thượng nghị sĩ George Hockley ông ta nói, quý vị đi tìm cái clip đấy mà coi, những người nào ở Mỹ đi tìm đi. Trong vòng 3 năm nữa, nước Mỹ chưa có khả năng để đối đầu với Trung Hoa bằng quân sự. Nói thẳng anh như thế, nếu mà Mỹ, Trung Hoa đánh Đài Loan bây giờ là Mỹ im. Đừng có tưởng bờ. Người ta hiểu là người ta phải hiểu từ những cái cấp nào, từ cái đẳng cấp nào. Thế còn tôi nói để quý vị nè, nước Mỹ thua nhiều cú lắm, đừng có nói Trung Quốc bị cô lập. Cái project một con đường một vành đai, tức là one road one belt, Trung Quốc nó bỏ 1.500 tỷ ra, viện trợ cho vay tổng cộng có 154 quốc gia đi theo Trung Quốc, và họ làm những cái con đường mà tôi tiếc rằng Việt Nam lúc đó tại sao không làm cái con đường mà xuyên Việt để cho Trung Hoa nó làm cho. Nó chạy bằng cái tàu Railway 365 km một giờ. Và bây giờ Mỹ không làm nổi cái con đường đó, chỉ ở Cali nó làm không nổi. Kế hoạch có từ năm 2008 bỏ ra bao nhiêu, bây giờ 80 tỷ là không làm nổi cái con đường đường high speed railway. Những cái điều mà quý vị không hề biết, quý vị không bao giờ để ý tới, quý vị cứ cho rằng nước Mỹ là số 1 thế giới. Tôi nghĩ rằng lẽ ra nước Mỹ phải phát triển cái high speed railway đó để chúng tôi có thể đi từ Georgia này lên tới Washington DC chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi, không cần phải lên phi cơ. Đi phi cơ cũng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà vào phi trường và đợi phi cơ mất 2 tiếng rồi là thành 4. Còn nếu mà có cái high speed railway đó chạy từ Georgia này lên trên Washington DC chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, bởi vì nó có mấy trăm cây số thôi, mà tốc độ của nó là 300 mấy chục cây số một giờ. Mà về railway bây giờ là Trung Hoa nhất thế giới, nước Mỹ không làm được và chấp nhận thua cái đó. Rồi bây giờ về cái chiến tranh con chip, ông Trump ông thấy đấy, ông thấy là khi ông thấy cái sự phát triển của cái một con đường và một vành đai nó ảnh hưởng ghê quá.
nó tạo cho Trung Quốc với thị trường là gần như toàn bộ nam bán cầu, đâu cần bán vào Mỹ nữa đâu. Quý vị không biết cái gì, nhìn lên cái bàn cờ thế giới quý vị đâu biết gì đâu, quý vị chỉ biết là cái bếp của quý vị ra đến ngoài đường rồi ngồi ở cái quán cốc cà phê của quý vị, quý vị nhìn ra quý vị thấy chạy xe Honda, chạy xe gì đó, quý vị có tầm nhìn để thấy được thế giới này nó là cái gì đâu, người ta đang phát triển như thế nào, quý vị không hề biết. Vui lòng yên lặng mà nghe,